Phim Mai, Trấn Thành đạo diễn, không thể giữ ngôi vị đầu bảng xếp hạng doanh thu sau một tháng. Dự án bị bom tấn, Kung Fu Panda 4 hạ bệ trên đường đua phòng vé. Sau 4 tuần đứng đầu bảng xếp hạng Box Office Việt Nam, đơn vị quan sát phòng vé độc lập, mãi đã phải nhường vị trí cao nhất cho Kung Fu Panda 4. Bom tấn Hollywood không chỉ hạ gục phim do Trấn Thành đạo diễn mà còn mở màn ấn tượng ở nước ta. Trong khi đó, phim Việt Quý Cô Thừa Kế 2 có thành tích doanh thu lẹt đẹt, đồng thời nhận nhiều lời chê. Bom tấn ngoại lập kỷ lục. Thành tích vượt trội của Kung Fu Panda 4 không nằm ngoài dự đoán từ trước. Bởi lẽ, đây là một thương hiệu hoạt hình rất nổi tiếng và được khán giả Việt Nam yêu thích. Chỉ trong 3 ngày cuối tuần, phim đã nhanh chóng thu về hơn 54,1 tỷ đồng, một con số đáng mơ ước của bất kỳ dự án nào. Nhờ đó, tác phẩm cũng vượt qua Minion, The Rise of Gru để lập kỷ lục là phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao nhất tại Việt Nam theo ghi nhận của Box Office Việt Nam. Phần 4 của series nổi tiếng này được đánh giá là kém thú vị về nội dung. Nhưng tác phẩm vẫn tạo được thiện cảm nhờ phần hình ảnh ấn tượng, các phân đoạn hành động đậm tính giải trí giúp phim lôi cuốn được với khán giả mới lẫn những người trung thành với series. Trên thị trường quốc tế, Kung Fu Panda 4 này cũng có thành tích khá tốt, thu về khoảng 80 triệu đô la Mỹ mở màn toàn cầu. Với sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả Việt, nhiều khả năng phim sẽ vượt mốc 100 tỷ đồng trong thời gian rất ngắn. Sau một tuần, Bom tấn Dung 2, Hành tinh cát rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp với con số khiêm tốn 9,4 tỷ đồng. Một trong những lý do khiến doanh thu phim tụt nhẹ so với tuần trước, 9,5 tỷ đồng, là vì suất chiếu bị cắt giảm gần 60%, chỉ còn hơn 1.600 suất. Bom tấn thuộc thể loại khoa học viễn tưởng nhưng được đánh giá hơi khó xem, cài cắm nhiều thông điệp về chính trị, tôn giáo, môi trường. Để hiểu hết nội dung phim, khán giả cần xem phần đầu, cũng như có kiến thức về nguyên tác. Dẫu vậy, phim tạo được hiệu ứng truyền miệng khá tốt, tạo luồng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Đến hiện tại, tổng doanh thu phim vẫn ở mức khá tốt, đạt hơn 27 tỷ đồng. Trên thế giới, phim thành công tại nhiều quốc gia, thu về hơn 367 triệu đô la Mỹ toàn cầu. Nhiều khán giả hy vọng nhà sản xuất sẽ đổ tiền thực hiện phần tiếp theo để tạo nên một bộ ba, trilo, hấp dẫn. Sự xuất hiện của Dung 2, Hành tinh cát và Kung Fu Panda 4 phần nào lấy lại niềm tin của khán giả với bom tấn Hollywood. Trước đó, một số dự án ra mắt nhưng không được đón nhận vì kịch bản tệ, lối kể cũ kỹ như Agilent và Madame Web. Phim Việt lép vế. Sau một tháng phát hành, Mai chính thức cán mốc doanh thu 500 tỷ đồng, vượt mặt Nhà bà nữ để trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời. Nhưng tác phẩm đã không thiết lập được kỷ lục vô địch phòng vé 5 tuần liên tiếp. Phim của Trấn Thành phải lùi về vị trí thứ 2 với hơn 11 tỷ đồng, nằm ngùi xếp sau và ở một khoảng cách rất xa so với Kung Fu Panda 4. Nhiều khán giả kỳ vọng Mai sẽ nâng kỷ lục phim Việt lên mức 600 tỷ đồng. Song, điều đó khó trở thành hiện thực vì phim được chiếu đã lâu, lại chịu ảnh hưởng từ các đối thủ cạnh tranh như Kung Fu Panda 4. Một phim Việt ra mắt tuần qua là Quý Cô Thừa Kế 2. Đáng tiếc, tác phẩm không nhận được nhiều sự ủng hộ tại phòng vé, chỉ đạt hơn 3,9 tỷ và đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp. Khi ra mắt, phim nhận nhiều lời chê về nội dung, cách xây dựng nhân vật có vấn đề. Tác phẩm gần như bị khán giả bỏ lơ trước sự đổ bộ của bom tấn Hollywood. Thậm chí nhiều người còn không biết đến sự xuất hiện của phần đầu. Đào, Phở và Piano đã không giữ chân được trong top 5 của bảng xếp hạng. Tuy nhiên, doanh thu phim chỉ mang tính tham khảo vì chính Box Office Việt Nam cũng khẳng định khó thể tính toán chính xác. Ekip không cho đặt vé online mà chỉ bán vé trực tiếp, gây khó khăn trong việc thống kê. Tuần này, mọi sự chờ đợi đổ dồn vào phim kinh dị siêu nhiên Esuma. Khi ra mắt, tác phẩm khuấy đảo phòng vé hàng, hút hơn 16,8 triệu đô la Mỹ mở màn và đang giữ kỷ lục là phim ăn khách nhất xứ Kim Chi năm 2024. Quy tụ dàn sao quen thuộc gồm Choi Min-sik, Kim Go-eun, Yoo Ha-jin, Lee Yo-hyun, phim được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt mới tại Việt Nam. Sự xuất hiện của Esuma và màn song kiếm hợp bích của Dung 2, Hành tinh cát và Kung Fu Panda 4 đẩy phòng vé Việt trở lại tình thế khá gay go. Sắp tới, khán giả sẽ tiếp tục rơi vào cơn khát phim Việt trong một thời gian khá dài. Just a waste of time.
cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.